Xin chào tất cả các bạn, thì trong video này Quang sẽ chia sẻ với các bạn này về cái công cụ Elementor, một trong những công cụ mà thiết kế web kéo thả tốt nhất hiện nay. Thì trong video thì bạn sẽ được khám phá chi tiết là cách sử dụng này, cũng như là sự khác biệt giữa Elementor miễn phí và Elementor trả phí. Đó, thì nó sẽ giúp các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để nếu mà bạn tự tìm hiểu. Thì các bạn hãy theo dõi chi tiết trong video này nhé. Xin chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đến với những thứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu này. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về Elementor Free, đó, bản Free. Tiếp theo là bản Elementor Pro, là bản trả phí. Thì hai bản này nó sẽ khác nhau những cái gì này. Và cái số 3 nó chính là liên quan đến theme một chút, một vài cái định nghĩa để cho các bạn có thể là làm được đó. Thì đầu tiên ấy, để mà chúng ta có một cái website trên Internet ấy, thì các bạn hiểu đơn giản là cái website ấy, nó sẽ là cái tổng hợp cấu trúc của nhiều trang kết hợp lại với nhau đó, đúng không? Ví dụ như trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ đó, trang sản phẩm, nhiều trang kết hợp lại với nhau. Và một bố cục của một trang thì nó sẽ thường như sau. Bố cục của một cái trang ấy, nó sẽ giống như con người ta, nó sẽ có 3 phần chính. Thứ nhất là phần header, tức là phần đầu. Phần đầu này thì sẽ gồm có cái logo ở phía bên này này và cái menu này đó. Tiếp theo là phần thân của website, đúng không? Thân của website thì nó gồm có nội dung, hình ảnh, video, sản phẩm. Nó sẽ là phần thân của website, đúng không? Trong phần thân của website thì lại chia ra một cái phần nhỏ nữa đó nhỉ. Có những cái trang thì 100% là content thôi, là cái nội dung thôi. Nhưng mà có những cái trang thì nó sẽ có thêm cái phần sidebar ở phía bên cạnh nữa để điều hướng khách hàng. Đó, đó là phần thân. Và cuối cùng là phần footer, là cái phần chân của website. Thì đây là cái cấu trúc của một cái trang cơ bản đó. Thì để mà build lên một cái trang ấy, thì phần header và phần footer ấy, thì nó sẽ thường liên quan đến cái theme của website. Đó, cái giao diện của website. Chúng ta có rất nhiều các cái giao diện khác nhau, đúng không ạ? Thì mỗi giao diện nó có những điểm mạnh, điểm yếu, và nó sẽ có những cái chức năng nó phù hợp hoặc không phù hợp đó. Đó. Thì sinh ra một cái plugin gọi là Elementor. Đó, thì để là giúp bạn xây dựng được những cái nội dung ở trên trang web như này này. Nó xây dựng những kéo thả, mới chỉ với những thao tác kéo và thả thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ xem các bạn xem trên một cái website thực tế. Thì đây mình lấy ngay ví dụ cái website của mình đi. Đó, thì đây là một cái website này, thì nó sẽ có phần đầu, đúng không ạ? Nó sẽ có logo và menu là điều hướng. Đó, website nó sẽ kết hợp có rất nhiều trang. Tiếp theo xuống dưới nội dung nó sẽ có là video, hình ảnh, đúng không ạ? Bài viết, đúng không ạ? Đấy, sản phẩm. Đấy. Thì những cái phần này là mình đều dùng Elementor để mình build về những cái phần này. Đó, ok chưa? Đấy, và cuối cùng nó chính là về cái phần đó nhỉ, phần footer. Đó. Về cái phần footer và phần header thì nó sẽ là thuộc về themes, còn về cái phần mà build những cái nội dung ở phần thân này, đó, toàn bằng những thao tác kéo thả của Elementor thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu, chúng ta sẽ xây dựng một cái trang đầu tiên của chúng ta nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái page đầu tiên, một cái trang đầu tiên của chúng ta bằng Elementor Free, đúng không ạ? Đó, thì khi các bạn cài WordPress này, sau đó là cài được Elementor vào này, thì chúng ta có thể là chỉnh sửa trang được như này. Đó, các bạn muốn có một video đó, các bạn chỉ cần kéo và các bạn thả ra đây, thì chúng ta sẽ có một ngay một cái video ở đây, và các bạn có thể là gắn link cái YouTube của bạn vào đây. Đó. Tiếp theo là các bạn có thể là thêm cái header, đúng không ạ? Đó, cái tiêu đề của các bạn. Đấy, chào các bạn, đúng không? Đấy, các bạn thêm tiêu đề này, và nó sẽ có rất nhiều các cái tùy biến ở phía bên này, đó, từ loop này, video này, đó, hình ảnh này, đường phân cách này. Các bạn cũng có thể là chèn cái Google Map của chúng ta vào đó, để có khách hàng có thể là biết được cái địa chỉ của cái công việc kinh doanh của các bạn. Đấy, đó, nó rất nhiều các chức năng. Thì đây là cái chức năng của bản Elementor Free đó. Thì chúng ta sẽ xây dựng được những cái trang cơ bản đó. Tiếp theo ở đây thì nó sẽ có thêm cái chức năng Pro ở đây. Pro nó sẽ là có cái khóa ở đây. Thì chúng ta hiện nay là nếu bạn dùng bản Free thì bạn sẽ không mở khóa được những cái chức năng Pro này. Đó. Còn những cái bản thường thì chúng ta sẽ có những cái basic cơ bản như này. Thì để các bạn có thể là xây dựng được một cái trang web cơ bản. Đó. Nhưng mà để các bạn xây dựng được những cái trang web nâng cao của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ gồm rất nhiều trang này, cũng như là rất nhiều tác vụ này. Hoặc là chúng ta muốn xây dựng một website bán hàng. Đó, website bán hàng thì bản Pro nó sẽ có cái phần đó là product để các bạn có thể kéo cái sản phẩm ra được. Nó thì đó là về cái mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái bản free trước, đúng không? Đây thì những cái chức năng các bạn cần cái gì thì bạn sẽ kéo thả ra thôi. Đó. Các bạn muốn thay đổi về màu sắc của một cái thì bạn sẽ kích cái phần đó, sau đó bạn sẽ sang phần kiểu và bạn có thể là thay đổi được về phần màu sắc này, bạn muốn ví dụ thay đổi màu đen này. Đó. Chúng ta có thể thay đổi được về phần phông chữ của cụ thể từng cái ở đây. Đó, kéo to và bé. Đó, đó chính là về màu sắc, phông chữ đó. Thì chúng ta có thể là build lên được một cái trang basic cơ bản, đáp ứng đủ một cái nhu cầu cơ bản đó. Ngoài ra thì đối với những cái bạn nào mà làm dịch vụ thiết kế web ấy, đó thì chúng ta nên dùng cái bản Pro để có thể là sử dụng web cho website khách hàng. Đó, thì đây này, ngoài cái chức năng kéo thả ra nhé, thì chúng ta sẽ có thêm những cái template.
có thêm những cái mẫu được thiết kế sẵn. Đó, những mẫu được thiết kế sẵn. Thì những cái mẫu được thiết kế sẵn này nó sẽ thường nằm ở cái chức năng của Pro. Bạn có thể nhìn thấy cái chữ Pro ở đây. Đó. Thì đối với trang web của chúng ta nhé, thì một cái trang của chúng ta nó sẽ gồm có nhiều các yếu tố kết hợp lại với nhau. Các bạn hiểu đơn giản là ví dụ như các bạn muốn có một cái về about, về tức là về giới thiệu đúng không ạ? Thì đây nó là mình gọi nó là một cái section, một cái yếu tố. Đó. Thì đấy, ví dụ như là giới thiệu về, thì bạn có thể là ghép nhiều cái này lại với nhau. Đấy. Ví dụ như là blog này, hoặc là call to action này. Đó, những cái nút này. Chúng ta có thể là sử dụng những cái này. Những cái này nó sẽ nằm ở cái bản Pro. Đấy, ngoài ra thì nó có những cái phần về hero, giới thiệu này. Đó, những cái mẫu này. Đó. Mẫu thì nó sẽ có khối. Website của ta nó sẽ tạo bằng nhiều khối khác nhau. Và hoặc là chúng ta có thể là build hẳn một cái trang. Đó, build hẳn một cái trang thì mình sẽ thử import vào này, chèn vào này. Áp dụng này. Đó, mình sẽ thử import một cái demo vào để cho các bạn có thể xem được. Đó, sau khi import một cái demo vào ấy, thì chúng ta sẽ có một cái web theo một cái bố cục đúng không ạ? Các bạn thấy đấy này, bố cục này. Và công việc của bạn là các bạn có thể là sửa. Đấy, ví dụ như phần about us, tức là phần về giới thiệu đúng không ạ? Thì bạn có thể là đây, giới thiệu này. Chúng ta có thể là chỉnh sửa dựa thêm những cái mẫu template có sẵn, hoặc là chúng ta có thể là build từ đầu. Đấy, chúng ta có thể là sửa được những cái nút này. Chúng ta có thể là thay đổi được màu sắc của nó, đúng không ạ? Đen, đỏ, rồi thì trắng, vàng ở đây. Đó. Đó. Thì đó là một vài cái chức năng của bản Elementor, bản free đó. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn này về Elementor Pro. Thì bạn có thể click phần link ở phần bên dưới. Thì đối với bản Elementor Pro thì nó có giá là $59 đó. Thì một website thì nó sẽ sử dụng được rất nhiều các chức năng khác nhau để bạn muốn làm những cái website nâng cao, hoặc đối với những bạn muốn triển khai dịch vụ về thiết kế web đó. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp lên nhé, cái bản Pro, để nó mở khóa những chức năng này để các bạn có thể là xem dễ hơn. Khi chúng ta nâng cấp lên cái bản Pro ở đây thì bạn thấy này, những chức năng Pro này nó đã được mở khóa ra đấy. Thì chức năng Pro nó có rất nhiều các cái chức năng mà để chúng ta build được website. Ví dụ như là cái chức năng về login này, chúng ta có thể là tạo một website và cho khách hàng có thể là đăng nhập vào được đó. Tiếp theo là những chức năng về sản phẩm, các bạn có thể là tạo ra nhé. Ví dụ đây mình sẽ tạo một cái session này, và mình search ở đây nó chính là product. Các bạn có thể kéo cái sản phẩm đó ở đây. Đối với chúng ta làm website bán hàng chẳng hạn, thì chúng bạn có thể là kéo cái chức năng bán hàng của chúng ta ra đây, và chúng ta có thể là chỉnh sửa được đó, theo cột, theo nút đó, và chỉnh sửa được sâu sắc hơn về cái phần màu sắc các thứ ở đây, và chúng ta có thể là design được những cái web nó cao cấp hơn. Ngoài ra thì nó có thêm rất nhiều các cái chức năng khác nhau nữa ở đây đó. Nếu mà bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo cái khóa học Mastery WordPress ở phần bên dưới đó, thì mình có chia sẻ rất là chi tiết để bạn có thể là xây dựng được mọi website, và cũng như là bạn có thể là học để áp dụng trong cái công việc thiết kế web, phục vụ cho công việc kinh doanh của bạn, hoặc là bạn có thể đi làm dịch vụ thiết kế web hoàn toàn có thể sử dụng được đấy. Thì sau khi xong nhé, chúng ta sẽ vào phần update ở đây này, cập nhật ở đây đó, và chúng ta có thể là xem được đấy, cái trang của ta, ví dụ như chúng ta thay đổi nó sẽ hiển thị ra như nào đấy. Một cái phần nữa đó anh nhạc, cái Elementor ấy, thì nó sẽ giúp các bạn có thể là thiết kế tối ưu website của ta trên nhiều thiết bị, ví dụ như thiết bị di động, thiết bị iPad đó, để nó phục vụ cho công việc kinh doanh của ta. Hiện nay thì khách hàng mua hàng qua di động rất là nhiều, smartphone rất là nhiều đấy. Thì đây cũng là một cái phần rất là quan trọng của cái công cụ này, nó rất là tuyệt vời, nó thay thế được rất là mạnh mẽ, gần như là một trong công cụ mạnh mẽ nhất hiện nay đó. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn này những cái phần nâng cao hơn của Elementor này. Các bạn sẽ quay trở lại trang quản trị này, về Elementor này. Nhất chúng ta sẽ có, khi các bạn cài Elementor Pro vào thì cái này nó sẽ phục vụ sâu sắc hơn cho bạn nào muốn làm những website nâng cao chi tiết, những website bán hàng, hoặc những website nó đẹp và nó mang cái tính thương hiệu cá nhân cũng như thương hiệu doanh nghiệp của bạn cao ấy. Hoặc là các bạn nào mà làm thiết kế web ấy, thì chúng ta sẽ rất cần nó chính là những cái về customer font này, về phần phông chữ nhé. Đó. Đây là chúng ta mình sẽ đi vào từng cái này. Ví dụ như là những phần cài đặt này, chúng ta có thể là chỉnh sửa trên Elementor trên những cái phần về trang bài viết, hoặc chúng ta có thể chỉnh sửa được về phần sản phẩm đấy. Ở đây nó sẽ có một vài cái customer font này, tức là những cái phông chữ tùy chỉnh, những cái icon tùy chỉnh, những cái code tùy chỉnh đó. Ngoài ra thì đối với bạn nào làm về cái công việc mà thiết kế website cho khách hàng thì
Ở đây chúng ta có thể là phân quyền được cho những cái người nào có thể là sử dụng cái công cụ Elementor này. Đó, ví dụ như bạn đã build được một cái website rất đẹp cho khách hàng rồi và bạn chỉ muốn cho người ta đăng nhập vào và sử dụng được chức năng, ví dụ như là thay đổi quyền chẳng hạn này, thì chúng ta đấy, đối với trang web của ta thì có rất nhiều các quyền như là người editor, tác giả đúng không, người đăng ký, khách hàng, thì chúng ta có thể là set quyền ở đây cho những quyền chỉnh sửa hoặc là không cho quyền chỉnh sửa. Đó là một vài cái công cụ. Đó. Tiếp theo là chính là về cái phần template. Khi các bạn nâng cấp lên cái template Pro thì chúng ta sẽ tạo được, đối với bản free, đối với bản chỉnh sửa free thì chúng ta chỉ chỉnh sửa được những cái trang cơ bản thôi. Đó, bản Elementor free ấy. Thì chúng ta ví dụ như là các bạn muốn chỉnh sửa một cái trang chủ cơ bản thì chúng ta sẽ dùng bản free. Nhưng mà đối với bản Elementor Pro thì chúng ta có thể là chỉnh sửa được cả về cái phần, đó chính là phần header, tức là cái phần đầu của trang web này, cũng như là cái phần footer, đó phần chân của trang web này. Đó, chúng ta gần như là cái, chúng ta có thể là loại bỏ được cái chức năng của theme luôn, gần như là nó rất là mạnh mẽ. Đấy, ví dụ ở đây mình đã tạo một cái header này, đó, tạo sẵn một cái header cũng như là tạo sẵn một cái footer bằng Elementor. Đấy thì chúng ta có thể là header, tạo được header riêng nhé, tạo được header riêng, tạo được footer riêng. Đấy. Tiếp theo là những cái phần trang như là trang single post này, riêng này, tức là những cái trang bài viết ấy, chúng ta có thể là tùy chỉnh được cả những cái trang bài viết đó, chúng ta có thể tùy chỉnh được những cái trang cơ bản này, trang tác giả này, trang sản phẩm này, đó chúng ta có thể là tùy chỉnh được chi tiết từng cái trang một theo cái mong muốn, theo cái bố cục, theo cái thương hiệu của các bạn mong muốn đó. Thì cái chức năng nó sẽ áp dụng rất tốt đối với bạn nào mà làm cái dịch vụ về thiết kế website, cũng như là bạn nào muốn làm một cái website cá nhân nó nâng cao ấy, hoặc cái website cho chính doanh nghiệp của bạn ấy, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì khi chức năng Pro thì chúng ta có thể tạo được những cái pop-up. Đó. Các bạn ví dụ như các bạn vào trong website đúng không ạ? Khi bạn vào trong một website nào đó, bạn sẽ ví dụ như bạn sẽ nhảy thấy nó nhảy lên một cái pop-up chẳng hạn. Ví dụ mình sẽ vào cái website của mình đây chẳng hạn này. Đấy, ví dụ như các bạn vào website này, các bạn sẽ thấy nhảy lên những cái pop-up này để chúng ta cũng có thể thu data, dữ liệu của khách hàng. Thì đây cũng là một cái phần rất là tuyệt vời của công cụ Elementor Pro. Đấy, ngoài ra thì page builder chúng ta có thể xây dựng được những cái trang đích. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái phần đó là kit. Khi các bạn có các bản Pro nhá thì các bạn sẽ có những cái template được thiết kế sẵn rất là đẹp ở trong cái kho kit này. Đó, cực kỳ là chuyên nghiệp và nó rất là nhiều và rất là đa dạng ở đây. Nó để chúng ta design được những website cao cấp và chuyên nghiệp, ví dụ agency đó, cũng là build được cả một website của agency. Nó rất là chi tiết những cái phần ở đây. Đó, và nó sẽ có rất nhiều cái, ví dụ bạn xây dựng một cái portfolio, một cái online store đúng không? Một cái blog, và chúng ta sẽ có rất nhiều các cái chủ đề ở đây thì chúng ta có thể xây dựng được. Thì đó là mình đã chia sẻ với các bạn này những chức năng của Elementor Pro cũng như Elementor Free để cho các bạn có thể là có một cái góc nhìn tổng quan nhất. Nếu bạn muốn bắt đầu sử dụng ngay Elementor thì bạn hãy kéo xuống phần mô tả, đó, click vào link để tải bản Free, hoặc bạn muốn nâng cấp lên bản Pro thì bạn có thể là tìm dưới phần mô tả. Ngoài ra thì nếu các bạn chưa có hosting tên miền ấy, thì phần dưới mình có recommend cho các bạn những cái hosting tên miền mà bạn nên dùng, bạn có thể là bắt đầu triển khai website của bạn. Ngoài ra thì một cái thông báo rất quan trọng đó chính là sắp tới thì mình sẽ ra mắt một cái khóa học, đó chính là kiếm tối thiểu 30 triệu một tháng với nghề web designer business. Đó, đây là một trong công việc mà bạn chỉ cần một chiếc máy tính kết nối internet và ngồi tại nhà, và bạn có thể là làm việc với khách hàng ở toàn Việt Nam cũng như là toàn thế giới. Đó, thì nếu các bạn nào quan tâm đến khóa học này thì có thể là đăng ký ở phần bên dưới. Đó, khi khóa học ra mắt thì mình sẽ gửi thông tin sớm nhất đến các bạn với những chương trình khuyến mại tốt nhất. Còn bây giờ, nếu bạn thấy là video này hay cũng như hữu ích, hãy để lại một nút like cũng như đăng ký kênh để mình sẽ trở lại với nhiều cái video hữu ích hơn nữa. Xin chào.